Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 55. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Jehovah đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Jehovah, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Jehovah phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời, không hề tuyệt diệt. Chương 56. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó và con người cầm vững sự đó. Giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: này, ta là cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ và một danh tốt hơn danh của con trai con gái. Ta là sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Giê-hô-va, đấng nhóm dân tan lạc của Israel phán như vậy: dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó. Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn nuốt. Những kẻ canh giữ của Israel đều là đuôi mù không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa,
đều chiêm bao, nằm sóng sượt và ham ngủ, lại là chó mê ăn không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng. Mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. Nó nói rằng, hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh. Ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội. Chương 57. Người công bình chết, chẳng ai để ý đến. Người nhân đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến. Người vào trong sự bình an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng thì được an nghỉ nơi giường mình. Nhưng các ngươi là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thỏa kia, hãy lại gần đây. Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao? Các ngươi hành dâm với nhau trong cây dẻ, dưới cây rậm, giết con cái nơi trũng, dưới lỗ nẻ vần đá. Những đá bóng láng nơi khe suối, tức là phần riêng ngươi. Thật, đó là phần ngươi, nên ngươi làm lễ quán và dâng của lễ chay cho những đá đó. Ta há chẳng giận về những sự đó sao? Ngươi đặt giường trên núi rất cao và lên đó đặng dâng của lễ. Ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa, vì ngươi đã trần mình cho kẻ khác và leo lên. Ngươi đã làm rộng giường mình và lập giao ước với chúng nó. Ngươi lại ngó xem giường chúng nó và ưa thích. Ngươi đã đem dầu và gia thêm hương liệu dâng cho vua kia, đã sai sứ giả mình đi phương xa, đã hạ mình xuống đến âm phủ. Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài mà chưa từng nói rằng ấy là vô ích. Ngươi đã thấy sức lực mình được phấn chấn, cho nên ngươi chẳng mòn mỏi. Vậy thì ngươi kiêng ai, ngươi sợ ai nên mới nói dối, nên mới không nhớ đến ta và không lo đến sự đó? Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi nên ngươi không kính sợ ta chăng? Này, chính ta sẽ rao sự công bình ngươi, mọi việc ngươi làm đều là không ích cho ngươi. Khi ngươi sẽ kêu, hết thảy các thần mà ngươi đã nhóm họp hãy giải cứu ngươi. Gió sẽ đùa các thần ấy đi, một cái thở là làm mất hết thảy. Nhưng kẻ nào ẩn náu nơi ta sẽ hưởng đất này và được hòn núi thánh của ta làm cơ nghiệp. Người sẽ nói rằng, hãy đắp đường, hãy đắp đường, hãy ban cho bằng, hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta. Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Ta chẳng muốn cãi lẽ đời đời, cũng chẳng tức giận mãi mãi, vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta, và các linh hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy. Ấy là vì tội tham lam của nó mà ta giận và đánh nó. Trong cơn giận ta đã ẩn mặt ta với nó, nhưng nó cứ trở lui đi theo con đường của lòng mình. Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho, sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi, cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta dựng nên trái của môi miếng. Bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần. Ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Song những kẻ ác giống như biển đang động không yên lặng được, thì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-se, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.
trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em, cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ, cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời, và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ephabra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên, chúng tôi cũng vậy. Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong Con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, vốn là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chương 2. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em.
thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻ có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó, thể dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Chương 3. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Greek hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tối mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào,
thì anh em cũng phải tha thứ thẻ ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Chương 4. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Tychicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, để báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Banaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giêsu gọi là Giúp Tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Ephapra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Achip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Phaolô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Thi Thiên 57. Đức Chúa Trời ơi,
xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử, tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, linh hồn tôi sờn ngã. Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, xong lại bị sa xuống đó. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức, hỡi cầm sắc, hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa cao đến các tầng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.